Trở lại với chương trình tin tức thưa quý vị, sau đây là những phần tin liên quan đến Hoa Kỳ. Thượng nghị sĩ của Đảng Cộng Hòa đánh giá về lời đe dọa NATO của Trump là ngu ngốc. Trong một cuộc vận động ở South Carolina, ông Trump cho biết là ông ta sẽ khuyến khích Nga tấn công bất kỳ thành viên nào trong khối NATO không thanh toán các khoản tiền như là một phần của Liên minh quân sự Tây Phương. Thượng nghị sĩ Rand Paul thuộc về đảng viên của Đảng Cộng Hòa, đại diện cho Kentucky, đã nói với phóng viên Nhật Báo The Independent rằng thật là ngu ngốc khi nói như thế. Điều đáng ngạc nhiên là lời chỉ trích mạnh mẽ này đến từ ông Paul, vốn là một thượng nghị sĩ nổi tiếng với khuynh hướng theo chủ nghĩa biệt lập và hoài nghi về sự can thiệp quân sự ở Mỹ của Mỹ ở ngoại quốc. Không phải chỉ có một mình ông Paul có phản ứng với câu nói mang tính chia rẽ với đồng minh và gây hoài nghi cho vai trò lãnh đạo toàn cầu của Mỹ, mà nhiều chính trị gia Cộng hòa khác cũng tỏ ý bất đồng. Ông Josh Hawley, thượng nghị sĩ của Đảng Cộng hòa ở Missouri, vốn là một người ủng hộ trung thành câu chuyện gian lận bầu cử vô căn cứ của Donald Trump, nhận xét rằng cựu Tổng thống đã đúng khi nói rằng các nước NATO đã không làm đúng nghĩa vụ tài chính ở trong vấn đề quốc phòng, nhưng khẳng định rằng nước Mỹ phải thực hiện đúng cam kết với đồng minh. Tương tự, một số đảng viên Cộng hòa truyền thống đã tìm cách tránh xa những lời nói của ông Trump. Tự nghị sĩ Johnny Ernst, đại diện cho Iowa, cũng chỉ trích lời nói của ông Trump thật là tồi tệ cựu thống đốc Nikki Haley là người thách thức duy nhất còn lại với Donald Trump trong cuộc đua đề cử tổng thống của Đảng Cộng Hòa năm 2024, thì tuyên bố rằng NATO là một điển hình thành công trong 75 năm qua. Nhưng điều làm tôi khó chịu với lời đe dọa NATO của ông Trump là đừng đứng về phía một tên côn đồ, kẻ giết chết đối thủ chính trị của mình, đừng đứng về phía kẻ đã xâm lược một đất nước và nửa triệu người đã bị chết hoặc là bị thương vì Putin một bà mẹ ở kansas city nướng con chết trong lò một bà mẹ ở thành phố kansas city bị cáo buộc đã giết bé gái một tháng tuổi bằng cách đưa vào lò nướng theo hồ sơ tòa án nộp tại jackson county missouri nbc news london người mẹ bị bắt và bị buộc tội trọng tội gây nguy hiểm cho trẻ em cấp độ 1. Cảnh sát thành phố Kansas City đã đến nhà cuối tuần rồi sau khi nhận được báo cáo về một trẻ sơ sinh không còn thở. Một cảnh sát cho biết quan sát thấy vết bỏng rõ ràng trên cơ thể nạn nhân. Sở cứu hỏa thành phố Kansas tuyên bố nạn nhân đã chết tại hiện trường. Hồ sơ cho biết những nhân viên cấp cứu được biết người mẹ đi đặt đứa trẻ ngủ trưa và vô tình đặt con vào lò nướng thay vì củi. Ông bà của đứa bé nói với cảnh sát rằng họ đã ra khỏi ngôi nhà vào sáng sớm hôm đó. Người bà của đứa trẻ nhận được cú điện thoại của con gái, mẹ của đứa trẻ, trong tâm trạng bị cuồng loạn và nói rằng con đã để em bé vào lò nướng. Cảnh sát cho biết quần áo của đứa bé dường như tan chảy trên tả đang mặt và cảnh sát cũng tìm thấy một chiếc chăn trẻ em có vết cháy. Vẫn chưa rõ liệu người mẹ có thuê được luật sư hay không. Nếu bị kết tội, người mẹ này phải đối mặt với án tù từ 10 đến trung thân. Tổng thống Joe Biden mới đây đã kêu gọi các công ty đồ ăn nhẹ hãy ngừng giảm phát, tức là các doanh nghiệp cắt giảm kích thước sản phẩm nhưng vẫn giữ nguyên giá cả. Mô tả hành động này là một hành vi lừa đảo. Tổng thống Biden nói rằng công chúng Hoa Kỳ đã chán ngấy với việc chơi đùa như là những kẻ ngu ngốc. Tôi đang kêu gọi các công ty hãy chấm dứt việc này, hãy bảo đảm rằng các doanh nghiệp đang làm điều đúng đắn ngay bây giờ. Tuy nhiên, Tổng thống Biden không đưa ra giải pháp hoặc là chính sách nào để giải quyết tình trạng này, không đưa tên bất kỳ công ty cụ thể nào, nhưng một số thương hiệu đã xuất hiện ở trong video, bao gồm có Gatorade, Doritos, Breyers và Tostitos. David Chauvin, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Hiệp hội Thương hiệu Người Tiêu Dùng, cho biết, Chúng tôi đánh giá cao việc Tổng thống phải hướng sự chú ý ra khỏi tình trạng lạm phát đã tồn tại trong thời gian cầm quyền của ông. Theo một cuộc thăm dò của Reuters Ipsos công bố vào tháng trước, mặc dù lạm phát dường như đang chậm lại, nhưng nền kinh tế vẫn là mối quan tâm hàng đầu của người Mỹ được trích dẫn bởi 22% số người tham gia cuộc thăm dò vì họ phải vật lộn với lạm phát và các dư chấn khác của đại dịch COVID-19. Kể từ khi nhậm chức thì ông Biden đã đưa ra lời kêu gọi giảm giá thực phẩm, thúc đẩy các sản phẩm thuốc giảm đi chi phí insulin, các chuỗi khách sạn và cố gắng đa dạng hóa ngành đóng gói thịt sau khi giá thịt bò tăng vọt sau thời đại dịch. Jeff Bezos bán gần 12 triệu cổ phiếu Amazon trị giá ít nhất 2 tỷ Mỹ Kim. Tỷ phú Jeff Bezos đã đệ trình một báo cáo với các cơ quan quản lý liên bang cho biết ông đã bán gần 12 triệu cổ phiếu Amazon trị giá hơn 2 tỷ Mỹ Kim. Tổng giá trị cổ phiếu của Amazon có trụ sở tại Seattle, nơi ông thành lập công ty trong một garage khoảng 3 thập niên trước, mà tỷ phú Bezos bán ra là hơn 2,04 tỷ Mỹ Kim, theo tổng giá niêm yết. Trong một hồ sơ khác của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch, cho thấy ông Bezos đề nghị bán 50 triệu cổ phiếu Amazon vào khoảng ngày 7 tháng 2 với giá trị thị trường ước tính là 8,4 tỷ Mỹ Kim. Ông Bezos từ chức tổng giám đốc của Amazon vào năm 2021 để dành nhiều thời gian hơn cho các dự án khác của mình, bao gồm công ty không gian Blue Origin và hoạt động từ thiện. Địa chỉ của ông trong hồ sơ chứng khoán được ghi là Seattle, mặc dù theo báo cáo, nhà tỷ phú đã dọn đến Miami. Hồi năm 2019, ông Bezos nắm danh hiệu là người giàu nhất thế giới của tạp chí Forbes. Ông Bezos sáng lập công ty Amazon từ năm 1995 với chỉ 10 nhân viên. Đến nay, Amazon được ước đoán có giá trị khoảng 1,7 ngàn tỷ theo nasdaq.com. Một vận động viên nổi tiếng phơi bày những góc khuất ở trong làng trượt băng của Mỹ. Trong nhiều năm qua, cô Gracie Gold là vận động viên sinh năm 95 được xem như là một trong những vận động viên trượt băng nghệ thuật giỏi nhất thế giới. Mới đây, cô Gracie đã trải lòng về những rối loạn về sức khỏe thể chất tinh thần và góc khuất phải đối mặt khi theo đuổi bộ môn trượt băng. Theo tờ The Wall Street nhiều phần trong cuốn hồi ký của cô có thể phản ảnh chính xác sự nghiệp của một số vận động viên trượt băng khác. Những người phải tập luyện toàn thời gian, học ở tại nhà, chịu áp lực lớn, thường xuyên phải di chuyển và thường có mâu thuẫn với gia đình. Cô gái vàng của làn trượt băng nghệ thuật Hoa Kỳ đã từng suy sụp nghiêm trọng trước Olympic mùa đông 2018, khiến cho cô bắt đầu đặt ra những câu hỏi về mặt trái của bộ môn này. Trong cuốn hồi ký xuất bản gần đây, Gracie đã cho biết những khó khăn trong cuộc đời vận động viên của cô cũng như những góc khuất chưa được biết đến của bộ môn trượt băng nghệ thuật Hoa Kỳ. Cô nhắc đến thời điểm mà cô bị một vận động viên trượt băng khác cưỡng hiếp tại một bữa tiệc sau sự kiện. 5 năm sau khi tố cáo với Trung tâm An toàn Thể thao Hoa Kỳ, cô vẫn không biết liệu cơ quan này đã giải quyết trường hợp của cô hay chưa. Tracy Maurice là lãnh đạo mới của cơ quan quản lý trượt băng Hoa Kỳ, đánh giá cao sự trung thực trong cuốn hồi ký đó, tỏ sự mong muốn làm việc cùng với Gracie trong tương lai vì sức khỏe và an toàn của vận động viên. Mỗi tháng trả 3.000 Mỹ Kim, người mua có thể mua được căn nhà trị giá bao nhiêu? Theo trang National Mortgage News, một người mua nhà với ngân sách thanh toán 3.000 Mỹ Kim mỗi tháng có thể mua được một căn nhà trị giá khoảng 453.000 Mỹ Kim với lãi suất trung bình hiện tại cho khoản thế chấp cố định kỳ 30 năm có mức dưới 6,7%, theo đo lường của Freddie Mac. Khi khoản thế chấp có lãi suất đạt đỉnh 7,79% vào tháng 10 năm ngoái, những người mua với cùng ngân sách 3.000 Mỹ Kim khi đó chỉ có thể mua được một căn nhà có giá trị 416.000 Mỹ Kim. Kinh tế gia Daryl Fairweather cho biết lãi suất thế chấp khó có thể thay đổi một cách có ý nghĩa khi thị trường tiến lên, lặp lại những gì các đồng nghiệp của bà tại Freddie Mac đã nói trong báo cáo khảo sát thị trường thế chấp chính của họ vào tuần trước. Ở mức giá hiện tại, khoản thanh toán hàng tháng cho một căn nhà thông thường ở Mỹ có giá bán khoảng 363.000 là 2.545 Mỹ kim, nhưng khoản thanh toán đó sẽ bị cao hơn gần 200. Mỹ Kim mỗi tháng khi lãi suất ở mức 7,8% vào tuần cuối của tháng 10 năm 2023. Người tiêu dùng đang tái gia nhập thị trường, sử dụng chỉ số ứng dụng hàng tuần của Hiệp hội Ngân hàng Thế chấp làm kim chỉ nam. Khối lượng mua đã tăng thêm 7,5% vào tuần trước, duy trì sức mạnh khởi đầu năm 2024. Mark Fleming, kinh tế gia của First American cho biết, kể từ tháng 11 năm 2022, giá nhà đã tiếp tục xu hướng tăng do nhu cầu nhà ở tiếp tục vượt quá nguồn cung, bất chấp những thách thức về khả năng chi trả do lãi suất thế chấp tăng cao. Giá bán nhà trung vị Median ở Mỹ đã tăng 4% so với cùng kỳ năm trước, lên 403.714 Mỹ Kim, mức lớn nhất kể từ tháng 10 năm 2022.